Các bác thân mến, tôi đang ngồi trước một cái đèn rất là thú vị luôn. Và trên tay tôi là hai cái bật lửa, thì tôi bật cái đèn lên bằng bật lửa để các bác nhìn nha. Bắt đầu. Một cái đèn cắm trại bằng ga. Chạy bằng ga luôn, tôi vừa bật bằng ga luôn để tôi chỉnh to nhỏ này. Đấy, các bác nghe tiếng lửa cháy không? Cái này nóng nha các bác nha. Sờ là ấm nha, trên này là nóng nha. Bằng ga luôn chứ không phải bằng điện. Xưa nay chúng ta đi cắm trại là đèn bằng điện này, đèn đeo đầu, đèn cắm trại các kiểu luôn. Nhưng hôm nay ta có một cái đèn thực sự luôn là các bác vừa đi cắm trại mang ra bật lửa để trầm trồ ngồi xung quanh lãng mạn bên gia đình hoặc là bên người yêu hoặc bên vợ mình hoặc là gì đó thì nó cực chill luôn đấy. Cái này bằng gì bác? Thủy tinh luôn nhá. Dưới là bằng sắt, trên thủy tinh. Đèn này tắt này, tôi tắt tiếp nhá, tắt hẳn đi này. Rồi bây giờ bật lên này, nghe tiếng xì ga nhá. Thú vị yêu các bác. Rồi bây giờ tôi sẽ bật cái đèn sáng lên để các bác nhìn. Thực sự luôn như này đây, tôi đang ngồi đây. Với cái đèn, ánh của cái đèn này nó bập bùng, nó không sáng đều mà nó lại kiểu lập lòe một chút, le lói một chút. Ngồi bên chỗ cắm trại thì mà ngồi uống nhau một ly rượu vang đây thì phê lắm các bác. Thậm chí những ánh đèn này hoàn toàn vẫn có thể đủ để đọc những cái giấy nhỏ. Ví dụ như đây, nó chính là cái hộp của cái đèn ở đây rồi. Giờ tôi xin phép và tôi bật điện lên để các bác nhìn nha. Ok, sáng choang. Đến bây giờ thì các bác có thể nhìn rõ cái đèn đây rồi. Hai cái bật lửa ta xin phép là bỏ sang bên này. Đây là cái đèn cắm trại. Tôi sẽ mở ra cái hộp này để các bác có thể nhìn. Cấu thành của cái đèn này nó sẽ gồm có 3 món đấy các bác ạ. Chính là 2, phụ là 1. Thì cái đèn cắm trại này là của hãng Fireapple, mà một trong những cái đèn rất thú vị luôn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bác. Ta xin phép mở luôn ra nhá. Các bác sẽ nhận được một cái hộp, cho nhỏ đi một chút này để nó le lói thôi. Các bác sẽ nhận được một cái hộp này. Trong này cái hộp này có cả giấy hướng dẫn sử dụng, nhưng mà ta sẽ xin phép là quan trọng nhất là cái đây là có một cái hộp bằng nhựa hình con nhộng như này. Ta mở ra bên trong nó sẽ có một cái đèn hệt như cái đèn mà tôi đang thắp sáng. Đây chính là cái đèn. Còn cái bình ga ở dưới thì ta lát nữa ta sẽ mở ra. Đây chính là cái đèn. Đây, cái đèn này chạy bằng ga các bác nhé, không phải bằng điện, không phải bằng gì cả, chạy bằng ga, bằng chính cái bình ga mà nó đang sáng cái này. Này, đấy, bình ga này luôn nhá. Cái này là bằng thủy tinh. Trong này là trên này có lỗ này để hơi nóng nó bốc ra này. Bên cạnh này chúng ta có chỗ để chúng ta cầm lửa, chúng ta châm vào. Đây, chúng ta mở xong cái này, ta châm lửa vào đây. Khi mở ga ra rồi châm lửa vào đây, xong ta có thể châm lửa xong ta xoay lại. Đây này là cái nút để chúng ta chỉnh phòng, để chỉnh to nhỏ của cái đèn, giống hệt như ở bên này đây. Đó, thấy chưa? Ok, giờ ta sẽ tắt đi. Sau đó tôi sẽ mở hẳn cái bình ga ra để hướng dẫn các bác cách sử dụng cái đèn này làm sao cho nó thú vị nhất nhé. Còn cái này tôi xin phép và tôi bỏ tạm vào đây đã. Nó chỉ có một cái hộp nhỏ và cái đèn, nó chỉ có cái này thôi các bác nhá. Nhưng mà để dùng được cái này thì các bác sẽ phải mua những thứ như thế này này, bắt buộc luôn đấy. Vì là có một thứ là bắt buộc, còn một thứ là tùy ý các bác. Ta mở ra các bác nhé, mở xoay cái đèn này, các bác xoay ngược chỉ kim đồng hồ là nó sẽ ra. Khi các bác nghe tiếng xìn phát lắp vào hoặc mở ra có tiếng xìn phát, đừng lo, xoay tiếp. Ví dụ lắp vào này, đấy, xoay nhanh tay, xoay nhanh vào qua cái khớp cái đi là nó sẽ kín luôn. Xoay ra như thế, kệ nó, ra nó chỉ xoay đến cái ngưỡng ấy thôi. Cái thân đèn ta xin phép là bỏ ra bên cạnh. Cái thân đèn đây, cái này là bằng thủy tinh, các bác giữ cẩn thận nhé, không có rơi là nó bị vỡ. Còn đây chính là cái bình ga cũng của Fireapple, nhưng cái bình ga này đã được bọc bởi một cái lớp vỏ da như này. Cái vỏ da này là các bác có thể mua riêng để nhìn cho nó đẹp hơn. Vỏ da này là bán riêng các bác nhé. Da nhìn nó rất là vintage đẹp. Thế còn đây nó chính là cái bếp, cái bình ga này là các bác dùng để nấu cái bếp ga bình thường. Chúng tôi cung cấp cho các bác là chính là cái bình ga
chuyên dùng để đi cắm trại này này là nó an toàn, và thứ hai nữa là cấu tạo của cái miệng này nó khác hoàn toàn cái bình ga mini chúng ta có thể mua ngoài chợ. Bình ga mini là nó có lỗ cắm nó to, thậm chí các bác đi mà không cẩn thận ấy, nó có thể đè cái gì vào nó xì ga ra. Những cái này không, bắt buộc nó phải là có những cái chân cắm chuẩn đúng của nó, khi cắm ngập vào rồi thì nó mới đẩy được cái khí ga ra, cho nên nó rất an toàn. Bình ga này cũng của Fimapple, cái đèn ga này cũng của Fimapple là một cặp đấy. Thì chính các bác có thể mua một bộ như thế này, là một cái đèn và một cái bình ga riêng. Bình ga là đi để sử dụng chung, bình ga các bác có thể nấu nướng này, nấu nướng xong rồi tối chúng ta không còn nấu cái gì nữa, chúng ta mua cái đèn này rồi chúng ta cắm vào đây đặt bàn ăn là hợp lý chưa. Thế còn cái bao da này tùy ý, các bác có thể mua không mua tùy, cho vào thì nhìn nó đẹp như thế này. Đó, đẹp như này luôn, che đi hoàn toàn cái bình ga. Người ta không thích mua thì chúng ta chỉ mua cái bình ga và cái đèn thôi. Nên đối với bác nào mà đã có cái bình ga để đi cắm trại rồi ấy, các bác có thể mua thêm cái đèn không. Ok, đây là cái bình ga, xoay vào này. Lần này thì không cần cho cái bao da nữa nha, các bác cứ xoay vào thôi. Quá lửa đi, quá cái vòng này đi là nó sẽ hết kêu. Cái này là các bác xoay theo chiều kim đồng hồ là nó chặt, là nó đóng. Ngược chiều kim đồng hồ là nó mở. Khi nào nghe tiếng xì xì nhẹ nhẹ rồi ấy, thì là người ta dừng tay. Và trên này các bác nhớ là xoay, nó có cái nấc này này, người ta xoay cái phần hở của cái chóa này ra là người ta mở ra. Đó. Ok, thôi bây giờ tôi xin phép tôi lại tắt đèn đi. Thôi chả tắt đèn nữa nhỉ. Nãy giờ nhìn nó như thế nó đã quá đẹp rồi. Cảm ơn các bác rất là nhiều, sản phẩm tôi unbox luôn như thế này để bác có thể sử dụng cho những cái buổi đi cắm trại của gia đình mình. Các bác nha. Có bình ga rồi, có bếp ga rồi, chỉ cần mua thêm đèn. Còn nếu mà mua một bộ thì mua này và kết hợp với những cái bếp ga, chúng ta là có thể nấu nướng thoải mái luôn. Thú vị thật cái này.